chào đón phần trình diễn của thí sinh. Khi mà được hát là ước mơ, là khát khao. Đó chính là thí sinh Nguyễn Hương Giang. Mình là vào top 16 là bước ngoặt lớn cho cuộc đời của mình. Mình cũng hiểu rằng đây là cơ hội lớn đầu tiên để mình mang tiếng hát lại gần hơn đối với vị khán giả. Trong con tim. Âm nhạc là con người, là cuộc sống, cũng là tính cách của mình. Mình rất muốn các bạn hiểu được con người của mình qua những bài hát mà mình lựa chọn. Ngày hôm nay mình muốn bước ra sân khấu để cho mọi người thấy tính cách thật cũng như là con người thật của mình. Tôi không muốn nhận xét về chuyên môn của em nhiều. Về giọng hát cũng như bài hát của em chọn thì tôi chỉ thấy cái tựa đề bài hát là Trò Đùa Của Tạo Hóa. Tôi muốn nói với em một điều là tạo hóa luôn luôn công bằng. Em cứ khát khao và cống hiến, em sẽ nhận lại được những cái gì em mong muốn. Mặc dù bài này trước đây đã có người hát trước đó rồi, nhưng mà anh nghĩ bài hát này giống như sáng tác để dành riêng cho em. Anh cảm nhận cái tiết mục này giống như một cái sự cảm xúc của một cái câu chuyện của em. Nhưng với anh thì anh nghĩ rằng em là một cô gái đẹp. Anh hy vọng là nếu em vào vòng sau thì em hãy là một cô gái tự tin, bỏ qua hết những cái mà mình cứ trăn trở từ đó tới giờ đi. Nghe nói là Hương Giang không được khỏe lắm đúng không? Sức khỏe của em bây giờ thế nào rồi? Sức khỏe em bây giờ đã đỡ rất là nhiều rồi. Hôm nay phần trình diễn của Giang thì có vẻ hơi bị rung quá. Em chỉ thấy là em rất là rung. Và cái bài hát này chị cũng rất là đồng ý với anh Trung rằng là trò đùa của tạo hóa, nhưng mà rõ ràng là tạo hóa rất là công bằng. Và chị nghĩ rằng là khi em được vào tới vòng này là một cái sự công bằng với em, với tất cả những sự nỗ lực đối với em. Và những cái chặng đường tiếp theo, nếu tất cả mọi người khán giả có thể bình chọn cho em để thể đi tiếp, thì chị nghĩ rằng em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong cách hát của mình, em phải bỏ qua tất cả những sự bối rối của mình, bỏ qua tất cả những cái gì mà nó không có thể để cho mình gục ngã được, thì em sẽ là phải là chính mình, thì em sẽ hát hay hơn bây giờ nữa. Nhưng mà chị cảm nhận được cái cảm xúc của em rất là nhiều ở trong đây. Chị rất cảm ơn em.
Khi mà Huy Khánh đứng ở ngoài nghe Hương Giang hát thì bài hát này làm cho Huy Khánh rất là xúc động. Và Huy Khánh muốn nói với Hương Giang một câu thôi: đừng có buồn, đừng có lo lắng và đừng phải đi tìm đâu xa hết. Bởi vì ngay bây giờ bên cạnh em đã có anh rồi nè. Và nếu như em không đồng ý, không chọn anh thì em có thể chọn hai anh ngồi dưới cũng được. Và mã số bình chọn của Hương Giang là 14. Quý vị khán giả hãy soạn tin nhắn 14 gửi về tổng đài 6358 để bình chọn cho Nguyễn Hương Giang. Quý vị khán giả hãy bình tĩnh, chỉ còn ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được nhắn tin bình chọn.